7. Cẩn thận khi lấy bụng ta suy ra bụng người. Kinh Kokalika. 1. Kokalika Sút Tăng. Chương 6. Tương ưng Phạm Thiên, phẩm thứ nhất. Do Hòa Thượng Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình, bà sẽ được thượng tọa Pháp Tăng giảng dạy ngày hôm nay. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá và con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, thượng tọa Minh Hạnh đã rất nít rồi. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng bích đến ngài. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cung chánh biên tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Đà Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện trước thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến địa chứng ngộ hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Chư tâm định lễ chư tăng thánh đệ tử Thế Tôn là bậc thiện hạnh thực hạnh như hạnh chánh hạnh gồm 48 vị, các ngài xứng đáng được cung kính cung nghinh cúng dường chắp tay định lễ là phương tiện vô thượng ở đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với những niềm tin hộ trì giới hạnh, biết lạc cứu trong thiền. Chư thiên đã phân tập sinh tùy hỷ các tường, phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Hòa Thượng Từ Siêu dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thần Long Đệ Tử Phật. Kính chào Hòa Thượng Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tăng cùng chư tôn đức. Có một trùng trùng thân chào quý tu tử, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, trong phẩm này chúng ta có hai bài kinh Kokalika. Kokalika là một trong hai vị tỳ kheo và cầu nguyện phe giới của Devadatta Devaratta. Kokalika có những cái ý nghĩ quấy xúc phạm đến hai vị thượng thủ kinh văn mà chúng ta sẽ có dịp để chúng ta nói về cái sự kiện này. Phạm Thiên Suthawasa và Suprama
khi biết được ý nghĩ đó của cô Kalika, đã nói Đức Phật và đọc lên và kệ. Ở đây tâm phàm phu phức tạp, nhưng mà đông cả. Còn tâm tư của bậc giải thoát giản dị mà thâm sâu. Nhưng mà xưa nay kẻ tiểu nhân nên bị đo tâm quân tử, một thánh pháp còn thể biết được cái bậc thánh cao, đừng nữa chi là lấy dạ phàm phu mà đem tìm hiểu hay là nhận định về bậc thánh thì không thể có được. Vậy mà vẫn có người họ làm. Thì trong ý nghĩa này, Phạm Thiên, hai vị Phạm Thiên vốn là những bậc anh em. Nhưng vì đó khi mà biết rõ cái sự kiện Khô Kalika, đã có những cái tư tưởng như thế, cho nên hai vị đã đến và trình bày với Đức Phật. Hôm nay chúng ta sẽ nghe ý nghĩa của bài kinh này qua lời giảng giải của Thượng Tọa Pháp Tân. Có lẽ là hai vị quán đổi nên chúng tôi thấy ghi như vậy. Bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh kinh, thì sau đó xin cùng tỉnh Thượng Tọa Pháp Tân thuyết giảng. Nam mô của thầy. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Hòa Thượng Trì Siêu đã từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Dạ, con tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Con xin phép đọc hần chánh văn. Dạ, cảm ơn cô Hoàng Nguyệt. Bài học hôm nay, bài 7. Phải cẩn thận khi lấy bụng ta suy ra bụng người. Kinh Khô Kalika, bài 1, Khô Kalika xuất tăng. Chương 6, tương ưng Phạm Thiên, phẩm thứ nhất. Tâm hầm hu phức tạp mà nông cạn, tâm tư bậc giải thoát giản dị mà thâm sâu. Đem tâm lượng nhỏ hẹp mà đông đo, tâm lượng bao la là điều bất khả. Ngay cả theo Phật Pháp thì bậc thánh thấp cũng không thể thấu suốt tâm tư của bậc thánh cao. Còn nói gì lấy tâm phàm, lấy phàm tâm để đo lường thánh trí. Một tỳ khưu tâm dậy đầy phiền não với ái chấp lợi danh, nhân ngã bị thử mà nhận định về hai bậc đại trí giải thoát, điều hoàn toàn không thể. Người có tâm lượng rộng rãi, người có tâm lượng rộng có thể hiểu kẻ tâm lượng hẹp, trái lại là điều khó xảy ra. Bài học ngàn xưa là vậy, ngàn sau vẫn vậy. Kinh văn. Tại sao quá thí thở ấy vào một buổi trưa, Đức Thế Tôn đang độc cư tịnh mặc. Bây giờ có hai Phạm Thiên, Bích Chi, Su-ram-ma qua suốt hòa xá đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, mỗi vị đứng tại một cột trụ. Rồi Phạm Thiên, Bích Chi, Su-ram-ma đề cập tới tỳ khưu Khô Kalika, nói lên kệ ngôn này trước Đức Thế Tôn. Con nghĩ người có trí không đo cái vô lượng,
chị phàm phu mê tối, si ta ra bụng người. Thích không? Tắp bá mây dằn bá mi đàn tờ cờ thao quý, đò quy cách ba về. Người có trí sao lại có thể lượng định cái không thể đo lường. Ấp ba mày dằn ba mặt di nằng đi vuốt tầng tầng mành nhề u thuốc chanh nành tí. Có nghĩ những ai đem tâm lượng hẹp hòi để đo lường tâm bao la vô lượng đúng là phạm phu tầm thường. Thích nghĩa, cô ca lý ca là một tỳ khưu có tâm nghĩ quấy đối với nhị vị thượng thụ thinh văn. Câu chuyện sẽ được kể chi tiết trong kinh Cô Ca Lý Ca 2 ở cuối phẩm này. Cả hai phạm thiên Bích Chi, Sujama và Su Thác Hòa Xá trước kia là những tỳ khưu đã được Đức Phật xác chứng là những bậc tam quả A-na-hàm, nên dù sanh vào cõi phạm thiên vẫn thường quan tâm sinh hoạt tăng chúng. Trong phẩm này có hai bài kinh mang tên Cô Lý Ca, nhưng không đánh số, bản dịch ghi số trong hoạt đơn để người đọc dễ phân biệt. Bản dịch do Hòa Thượng Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình. Dạ, Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được thường tọa Pháp Tân giảng giải bài học ngày hôm nay. Thuở Đức Phật viên thành chánh giác, ngâm đạo màu diệu pháp cao thâm. Vân vân chưa chuyển pháp luân, phạm thiên hầu Phật tâm thành cầu sinh. Bà thể tôn muôn nghìn nặng đức, pháp vô biên mạng túc khai hoa. Mong ngài truyền pháp đăng tòa, chúng sanh ít bụi mai mà đủ duyên. Như hoa sen đẹp xinh mùa hạ, đó vườn cao đó là mặt hồ. Đó còn tận đại bụng nhớ, chúng sanh căn trì tò mờ khác nhau. Vì bi mặn ngưỡng cầu tế độ, ngự thuyền từ cứu khổ quận mê. Chúc duyên chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm. Phàm thiên vẫn vi trần vũ Phật, lợi thiết tha đi đức sáng ngời. Pháp vương im lặng nhận lời, về vườn lập gia vì đời chuyển luân. Thuyết đúng đạo kiều trần đại ngộ, liệu niết bàn vô khổ vô sanh. Thế gian tam bảo tụ thành, tỳ kheo năm vị đạo hành viên dung. Rồi từ đó Phật dùng trọng pháp, ma dâm đêm thâu tịnh giấc mộng trường. Dài dầu nặng gió tuyết sương, hoàng khai giao hóa mở đường độ sinh. Bài cơ tích sự tình ngại trước, đại phàm thiên mãi được tán dương. Kinh thành dẫn cúng hoa hương, thịnh ngài thuyết pháp nói đường tự bi. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết cao, vì nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai.
Dạ đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay, và dạ, con kính nhân mít đến sư. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật giáo pháp và tăng chúng. Kính đảnh lễ Hòa thượng Tề Siêu, Hòa thượng Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại đức Tề Trì, Đại đức Tề Đức Minh Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Hôm nay đó thì buổi chiều này khi nãy Thượng tọa Pháp Đăng báo cho chúng tôi là thượng tọa bị đứt cái nách do cái dòng gió, mưa đầu mùa bị dòng gió bị đứt cái đường nét cho nên mất tín hiệu hết. Vì vậy cho nên là chúng tôi, thượng tọa Pháp Đăng nhờ chúng tôi giảng thay thế thượng tọa Pháp Đăng. Dạ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó là với cái tựa đề là lấy bụng si bụng ta ra bụng người à, lòng người đấy. Ở đây trong cái bài kinh này nói đến cái câu chuyện, nói đến cái tâm địa hay cái suy nghĩ của cô Kali Cá, tức là bài kinh nói đến cái nhân vật mà gọi là cô Kali Cá. Thì cái câu chuyện được nói đến hai cái vị Phạm Thiên, tên là Suprama và Sứ Đắc, Hoa Xá. Hai cái vị này được biết là chứng tam quả. Cho nên là các vị này chứng quả thánh á. Cho nên là thường là dù là sanh ở cõi Phạm Thiên cũng vậy. Nhưng mà các vị này cũng quan tâm đến cái sự sinh hoạt của chư Tăng, sự sinh hoạt của chư Tăng trong đời sống hàng ngày. Đó là cái mối quan tâm của các vị thánh mà chúng ta hiểu là như vậy. Ở đây đó thì chúng ta biết đó là để mà trở thành Phật theo trong kinh điển Pali thì chúng ta biết rằng phải trải qua một cái thời gian rất là dài. Dù là cái vị đó phát nguyện theo cái hạnh tinh tấn, đấy là gọi là Bồ Tát mà tu theo hạnh tinh tấn cũng mất hết 80 a tăng kỳ. Mà tu phát nguyện theo hạnh đức tin thì cũng mất hết 40 a tăng kỳ. Và tu theo hành trí tuệ như Đức Phật Gotama của chúng ta thì cũng mất hết 20 a tăng kỳ. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái quá trình tu tập để trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác á, thì phải nói rằng cái công phu rất là dài, thời gian rất là dài, công phu rất là to lớn, tu tập rất là mãnh liệt mới có thể trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Được biết đó là chúng ta biết rằng ở trong Phật Pháp của chúng ta nói đến các cái bậc Bồ Tát hay hoặc là Đức Phật hay là gọi là độc giác Phật, Paccayabuddha, tức là những vị mà xuất hiện ở trong cõi đời này vào những cái thời kỳ không có giáo pháp Đức Phật Tổ, Đức Phật Toàn Giác. Nhưng mà các ngài cũng là tự giác ngộ, nhưng mà cũng không có cái khả năng để truyền đạt hết cái giáo pháp này cho mọi người được. Các cái bậc thinh văn để mà được giác ngộ đó, các cái bậc thinh văn, Phật thinh văn đó, thinh văn giác đó, để mà giác ngộ thì phải có cái sự khai thị của bậc chánh đẳng chánh giác. Và những vị này cũng có cái khả năng nhất định để tiếp độ chúng sinh. Nhưng mà riêng Đức Phật chánh đẳng chánh giác, tức là Samma Sambuddho đó, thì các ngài đều có khả năng tự ngộ và tự hiểu được cái sự vận hành của giáo pháp và chuyển đạt cái giáo pháp này cho mọi người.
cái khả năng của một cái vị chánh đẳng chánh giác rất là lớn và rất là đặc biệt. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là con người của chúng ta đó, thì từ người này sang người kia thì cũng chưa chắc là chúng ta hiểu hết được hoàn toàn, hiểu với nhau. Thế gian người ta có nói cái câu là chín người mười ý mà. Có người nghĩ như vậy, có người nghĩ như thế khác, có người nói như thế này, có người nói như thế khác. Mỗi cái suy nghĩ của mỗi người nó khác, một cái hiểu của mình mỗi người nó cũng đều là khác nhau. Ở đây đó thì cái sự hiểu biết của người phàm phu thì nó vẫn có cái giới hạn. Dù là ngày nay chúng ta biết rằng các nhà bác học, các nhà khoa học, các cái sự tiến triển của xã hội về những cái khối óc phàm phu mà khối óc mà đặc biệt hơn những cái người khác đó, thì cái biết, cái hiểu biết đó nó cũng trong cái sự giới hạn nhất định mà thôi. Trong khi đối với Đức Phật đó, đặc biệt thì Đức Phật có một cái sự hiểu một cách toàn diện, toàn diện. Vì vậy cho nên là chúng ta thường là khi mà tụng kinh đó, chúng ta gọi là niệm 10 cái hồng danh của Đức Phật, niệm 10 hồng danh của Đức Phật, ứng cúng chánh biên tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật thì tôn đó. Thì 10 cái danh hiệu đó, cái hồng danh đó thì phải nói có cái hồng danh gọi là chánh biên tri. Tức là đối với Đức Phật thì cái sự hiểu biết của Ngài đó phải nói rất rộng. Từ ở cái sự hiểu biết của cái sự vận hành, bản chất vận hành của các của nghiệp, chúng ta chỉ thấy một khía cạnh nào đó thôi. Chúng ta nhìn vào cái trước mắt, rồi chúng ta chỉ dựa vào một cái gì đó để chúng ta suy đoán về cái sự vận hành của nghiệp. Nhưng mà chỉ có Đức Phật Ngài mới hiểu rõ được cái sự vận hành bản chất, hiểu rõ được cái bản chất vận hành của nghiệp. Cái thứ hai nữa, Đức Phật là một vị hiểu rõ được việc gì nên làm và việc gì nên làm được và những việc không nên làm. Có nghĩa là biết được những cái pháp mà đưa đến cái đời sống thối đọ của chúng sanh, và biết được những cái pháp mà đưa đến cái đời sống tiến hóa cho chúng sanh. Tiến hóa cho chúng sanh. Vì vậy cho nên là còn nhiều nhiều nữa. Đức Phật gọi là Đức Chánh Biên Tri. Đức Chánh Biên Tri. Chúng ta thấy cái câu chuyện của trong nội dung của bài kinh này nói đến cái nhân vật gọi là Kokalika. Kokalika một vị đệ tử của Devadatta, tức là Đề Bà Đạt Đa. Mà Đề Bà Đạt Đa thì thuở ban đầu đó, xuất gia trong giáo pháp này cũng tinh tấn lắm, cũng tinh tấn lắm. Nhưng mà rồi một thời gian sau đó thì cái tâm bị thối thất, và cái tâm sanh ra lệch lạc, hay mình nói bị suy thoái về đạo đức. Thế là sanh ra những cái suy nghĩ về cái tôi của mình nó nhiều, suy nghĩ về cái sự thống lãnh giáo hội, tăng đoàn, suy nghĩ về những cái điều mà về danh, về lợi. Cho nên chúng ta biết rằng với một người phàm phu á, thì ở đây được nói đến á, tức là cái tâm phàm phu thì cái suy nghĩ rất là hẹp hòi và rất là phức tạp. Cho nên có một đoạn kinh là rối ren thay cho lời người đó. Ở đây đó, cái suy nghĩ của chúng sanh phàm phu thì rất là phức tạp, rất là nhiều khía cạnh, rất là nhiều cái sự rối ren ở trong đó. Nhưng mà cái suy nghĩ của người phàm phu nó vẫn có một cái rất là hẹp hòi và rất là nông cạn. Bởi vì cái nghĩ của mình cũng không trách sao, tức là cái nghĩ của mình nó vẫn có những cái sự giới hạn. Bởi vì cái suy nghĩ, cái hiểu biết của người phàm phu
nông cạn, nông cạn. Trong khi một cái suy nghĩ của bậc thánh, hay đặc biệt là cái hiểu biết của bậc thánh rất là rộng và thâm sâu, mà cũng rất là đơn giản, nó không có rối ren, nó không có rối ren, bởi vì các ngài biết rõ được cái sự vận hành của những điều đó, đặc biệt là đối với Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Đối với Đức Phật á, thì chúng ta thấy rằng là khi mà câu chuyện của cô Ca Lý Cá đó, sở dĩ mà nó, cô Ca Lý Cá như chúng tôi đã nói đó, tức là vị đệ tử của Devadatta, cho nên là để mà cô Ca Lý Cá nuôi cái lòng quan trái, hay nuôi cái sự hận thù ở trong lòng đối với hai cái vị đệ tử thượng thủ tinh văn của Đức Phật đó, tức là ngài Xá Lợi Phật và ngài Mục Kiền Liên, nó có một cái câu chuyện như thế này. Một lần nọ, khi mà tôn giả Xá Lợi Phất cũng như là tôn giả Mục Kiền Liên nói với lại cô Ca Lý Cá đó, là năm nay sẽ được an cư mùa mưa, an cư 3 tháng mùa mưa ở tại nơi trú xứ đó, thì bảo với cô Ca Lý Cá là đừng có nên báo cho những người cư sĩ biết, với lý do là các ngài cũng không muốn làm phiền. Nhưng mà cô Ca Lý Cá lại đem ra cái suy nghĩ của mình, cái suy nghĩ của mình báo cho những người đàn tính, những người cư sĩ. Thế là những người cư sĩ nghe hai cái vị này đó, những hai vị thượng thủ tinh văn, cho nên người ta rất là quan hỷ, người ta đến người ta cúng dường, người ta cúng dường. Nhưng mà rồi các ngài không có nhận, không có nhận, với lý do rằng là các ngài không nhận về, với lý do rằng là đây là để cái sự an tịnh, an tịnh. Và do vậy thì cô Ca Lý Cá đã đi báo, rồi cuối cùng thì hai ngài không nhận. Cái suy nghĩ của các ngài đó là suy nghĩ của cái nghĩ đến cái sự lợi lạc chung, lợi lạc chung. Trong khi cô Ca Lý Cá có một cái lòng dạ hẹp hòi, nghĩ rằng chắc có lẽ là hai ngài vì lý do này lý do nọ mà các ngài không nhận cái vật cúng dường đó, cho nên đã nuôi cái lòng quan trạng, nuôi cái tâm quan trạng, thu thúc, tức là thôi thúc trong cái lòng quan trái hận thù đối với lại hai cái vị thượng thủ. Rồi một lần sau nữa đó, thì có những người đàn tính đến, thì hai ngày lại nhận, cúng dường những cái lễ phẩm, thì hai ngày lại nhận. Nhưng mà hai ngày do cái khoảng không gian, tức là không tiện để mà mang đi, hay là không tiện, cho nên các ngài, hai ngài đã cúng dường lại những cái vật đó cho chư tăng, cho những vị khác. Thế là cô Ca Lý Cá cũng nuôi cái lòng quan trái, nuôi cái lòng quan trái đối với hai cái vị thượng thủ tinh văn, tức là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Chúng ta biết rằng ở buổi ban đầu đó, thì Đề Bà Đạt Đa đó có rất đông đệ tử, bởi vì chúng ta đọc ở trong kinh thì chúng ta cũng nghe cũng biết đó, tức là Đề Bà Đạt Đa chứng được tứ thiền ngũ thông mà, cho nên có đủ năm cái loại thần thông có đầy đủ. Nhưng mà do lời về sau đó, do danh, do lợi, rồi do tâm sân hận, do cái nuôi cái pháp bất thiện ở trong lòng đó, cho nên lần lượt các cái pháp thần thông bị mất hết. Và lần lượt những cái người mà đệ tử đó cũng chán nản. Và lúc bấy giờ đấy thì tôn giả Xá Lợi Phất cũng như là tôn giả Mục Kiền Liên, hai vị đã đến ở nơi cái hội chúng của Đề Bà Đạt Đa, tiếp độ rất là đông, thuyết pháp cho những cái vị đệ tử của Đề Bà Đạt Đa. Và những vị này có cái duyên lành á, cho nên là chứng quả Tu Đà Vờn. Và khi mà chứng quả Tu Đà Vờn thì những vị này là bậc thánh rồi, bậc thánh rồi, cho nên cái tri kiến á, nó khác với những người phàm phu. Các ngài nhận biết là cái gì nó đúng với lại chân lý,
cái gì nó đúng với pháp, cái gì nó phi chánh pháp, cái gì nó không đúng với chân lý, các ngài biết rõ. Cho nên là cái số lượng đông, cái số đông đệ tử Đề Bà Đạt Đa đã chứng quả Tu Đà Quần sau đó trở về với Đức Phật. Cho nên còn lại chừng mười mấy người thôi dây quanh xung quanh Đề Bà Đạt Đa. Và lúc bấy giờ thì trong mười mấy người đó thì có cô Kalika. Cho nên cô Kalika nuôi lòng căm hận đối với lại hai cái vị tôn giả thượng thủ tinh văn đệ tử của Đức Phật là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Ở đây đó chúng ta thấy rằng nếu mà để có một cái điều mà để tạo nên một cái sự hận thù đó, thứ nhất đó là cái người đó có cột cái quan trái. Sự thật ra quý vị thấy rằng là nhiều khi trong cái suy nghĩ của mình nó lệch lạc. Ngay cả những cái người phàm phu, những người với nhau đây nè, con người với nhau đây, nhiều khi mà mình suy nghĩ trong kinh gọi đó là không khéo tác ý đó. Mình người ta nghĩ một cách khác, mình nghĩ một cách khác, trong khi một cái nghĩ của một cái người phàm phu ấy, thì hoàn toàn khác với bậc thánh. Ngay cả trong kinh cũng cho chúng ta biết đó là cái bậc thánh thấp á thì cũng không thể hiểu được cái bậc thánh cao, giống như cái trình độ của một người học cấp 1 không thể hiểu được cái trình độ của người học cấp 2, cấp 3. Và người học cấp 2, cấp 3 đó, giống như là chúng ta nói là tú tài đó, thì cũng không thể nào hiểu với cái người mà có trình độ đại học hay là thạc sĩ, tiến sĩ. Ở đây chúng tôi muốn nói, tức là cái sự hiểu nó cũng có sự giới hạn. Đối với các cái bậc thinh văn á, thì các ngài cũng là sự hiểu biết rộng mở, sự hiểu biết bao la. Nhưng mà cái sự hiểu biết đó, đó nó cũng có giới hạn, cũng không bằng so với đời bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên nhiều khi mình nghĩ ở trong cái suy nghĩ của mình, rồi mình không khéo cái suy nghĩ đó, mình không khéo, trong cái gọi là không khéo tác ý đó, rồi mình nghĩ méo mó, mình nghĩ sai sự thật đó. Cho nên là nó hoàn toàn nó không đúng như những gì mình nghĩ, không đúng như những gì. Cho nên có khi cũng là đồng thời một sự việc, nhưng mà một người nhìn nhận đúng, khéo, hay là nói trong kinh có cái duyên lành để mình có khéo tác ý nhìn cái sự vật, thì mình lại có một cái sự rất là nhẹ nhàng và rất là thoải mái ở trong cái nhìn của mình, và mình phán đoán một cách rất là nhẹ nhàng. Trong khi một người mà ở đây chúng ta thấy rằng có nhiều khi có những người nói chuyện với nhau đó bình thường thôi, nhưng mà họ nói có những cái câu nói rất là bút mắt, có những cái lời nói rất là móc méo, nhưng mà cũng là bình thường thôi, cũng là câu chuyện như vậy, nhưng mà một người nói chuyện nó rất là bình thường, chúng ta nghe rất là bình thường. Sự thật ra có những người có tính như vậy, có tính như vậy, chúng ta nói là những người bình thường. Chúng tôi nhớ hồi xưa có một cái người đàn ông ở gần chùa chúng tôi ở, ông đó tên ông Ba Cò, mà ông nói chuyện với nhau với hai với ông kia, mà ông kia cũng là móc, nói móc, thì cái ông này cũng nói móc, hả, hai ông đáp lại là nói móc, mà nói chuyện với những người khác cũng vậy, phải có móc méo thì mới nói. Thì ở đây đó chúng tôi nói là những cái cố tật của những người đó, thì ở đây khi mà mình thứ nhất đó là mình có cột quan trái với một cái người nào đó, cho nên là mình thấy một cách méo mó, cho nên là cái phán đoán của mình, cái nhận định của cái người đó, nó hoàn toàn nó sai đi. Trong khi đem cái lòng của mình, cái lòng hẹp hòi của mình để ra để mà đoán với là một cái người mà có một cái tấm lòng rộng lượng đó, nó khác. Rồi cái nghĩ của một cái người phàm phu đó, mình đoán như thế này thế nọ, nói rằng các vị này như thế nọ. Chúng ta biết rằng ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên là hai vị thượng thủ tinh văn, mà chúng ta được biết là những cái đức hạnh của các ngài rất là lớn. Dù là mặc dù là một vị, hai vị này rất là uyên bác ở trong cái đời sống, rất là uyên bác, nhưng mà rồi đó thì các ngài vẫn thể hiện như là một vị mà dẫn đạo, một vị mà điển hình, như là một cái tấm gương sáng để cho những cái thế giới, những cái người hậu học sau này để học hỏi theo.
đó là cái tâm gương sáng. Nhưng mà một người mà có cái thứ nhất á, là cái người đó họ có cái nuôi cái sự quan trái, cho nên dễ dàng đi đến cái sự buồn, đi đến cái sự phiền muộn. Cái thứ hai nữa đó là có người có những cái khuynh hướng tâm bất thiện, cái gì tâm bất thiện, cứ tham sân si khởi lên hoài. Cho nên là dù là cái sự việc nó không như mình nghĩ, không như cái người đó họ nghĩ, nhưng mà cái người đó hoàn toàn nghĩ một cách sai lệch đi, cho nên là họ giận, họ buồn, họ sân hận, họ tham đắm, họ đủ thứ chuyện trên cuộc đời. Cho nên là nhiều khi khi mà nghĩ có cái khuynh hướng tâm bất thiện thì lúc nào cái tâm nó đâu có yên tĩnh đâu, cứ nghĩ hết tham thì lại sân, hết sân lại tham, rồi si mê, rồi tà kiến nhiều lần, rồi cái ngã mạn của mình, cái tôi của mình nó lớn, rồi thế là đem ra cái sự suy đoán, đó là một cái khuynh hướng của tâm bất thiện. Cho nên chúng ta thấy rằng vì sao mà mình nói rằng Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cái điều đó được nói lên cái đạo hạnh, nói lên cái đức độ, nói lên cái sự thông suốt bằng cái trí tuệ của một bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên là ngài giống như là trí và hạnh được viên dung vậy đó. Người phàm phu thì ta gọi là nhân vô thập toàn, nhưng mà đối với Đức Phật chánh đẳng chánh giác được xem như là một cái vị mà trí và hạnh được viên dung, được đầy đủ, được đầy đủ, cho nên không có cái gì mà thiếu sót. Vì vậy nên cho nên là có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 80 vẻ đẹp. Thì ở đây một người mà có cái khuynh hướng của tâm bất thiện mà mình không có nhìn thấy cái tâm bất thiện của mình khởi lên, thì thế là trong một cái nhìn của mình nó cũng khác, cái mắt nhìn của mình nó khác, cái nghe của mình nó cũng khác đi, cái suy nghĩ của mình nó cũng khác đi, và như vậy đó thì làm cho cái tâm của mình nó càng bị hệ lụy thêm, làm cho cái tâm của mình càng bị dướng mắc bởi pháp bất thiện. Đó là những người có cái khuynh hướng của pháp bất thiện. Cái thứ ba nữa đó là cái người đó họ thường tạo cái nghiệp bất thiện. Quý vị biết rằng khi mà mình tạo cái nghiệp bất thiện đó, thì mình đời sau mình sanh lên á, mình thân cận hay là mình gặp những cái cảnh mà nó khó bao giờ có cái tốt được. Cái cảnh để rồi dễ bị sân, hay gặp cái việc dễ sân. Nhưng mà khi mà cái nghiệp bất thiện thì thường gặp những cái quả bất thiện. Cho nên nhiều khi đó chúng ta thấy rằng là chúng ta nhìn Đức Phật ấy, là nhìn Đức Phật bằng cái những gì mà hết sức là sự thật. Cái gì là nhân quả, cái gì là nghiệp báo, cái gì là cái sự giác ngộ của Đức Phật, chúng ta nhìn rõ vấn đề đó. Chứ chúng ta không có cái thần tượng quá về Đức Phật. Chúng ta không có thần tượng quá. Cái điều mà Đức Phật ngài đạt được đó là cái khả năng chứng ngộ của ngài. Và cái mà mình hiểu Phật đó thì cũng hiểu Đức Phật bằng với cái gì mà chúng ta học hỏi ở trong kinh, rồi chúng ta hiểu trong cái cách suy nghĩ của trí tuệ, trí của người phàm phu. Nhưng mà chúng ta cũng không thể nào biết được cái gọi là cái trí tuệ hay cái sự hiểu biết của bậc thánh nói chung và Đức Phật nói riêng. Cho nên cái người mà có tạo cái nghiệp bất thiện đó, cái thứ ba đây đó là cái người mà có tạo cái nghiệp bất thiện thì cái người đó thường gặp những cái hoàn cảnh, gặp những cái quả báo xấu mà họ phải cần có lấy. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy cô ca lý cá ba lần, một là nuôi quan trái đối với hai vị tôn, hai vị thượng thủ thanh văn, từ cái việc mà các ngài bảo rằng các ngài sẽ đến đó nhập hạ, rồi các ngài bảo rằng đó là đừng có báo cho những người đàn tính. Thế là cô ca lý cá cũng khi mà những người đàn tính đến cúng dường đó, các ngài không nhận những cái thực phẩm đó, thì cô ca lý cá đã nuôi cái quan trái thù quán đối với hai ngài. Và cái điều thứ hai nữa
cái việc thứ hai nữa, cái câu chuyện thứ hai nữa là nói rằng cô Kalika khi mà hai ngài đến đó nhập hạ rồi dâng cúng cho các ngài, những người đàn tính cung dâng cúng cho các ngài, nhận các ngài nhận xong rồi các ngài cho lại cho những vị chư tăng khác đó, thế mà cô Kalika cũng nuôi cái sự quan ra. Và lần thứ ba đó thì khi mà hai ngài đến đó tiếp độ đệ tử Đề Bà Đạt Đa đó, cái số đông đó đều chứng quả Tu Đà Vườn đi rồi trở về với Đức Phật. Cô Kalika là những người còn theo Đề Bà Đạt Đa, làm đệ tử Đề Đạt Đa, cũng nuôi cái lòng quan trại và thù quán đối với hai cái vị tôn trụ này. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng nó là với cái hiểu của một người phàm phu khác với lại bậc thánh, và cái giới hạn của bậc thánh đó, cái điều mà đối với lại cái sự cái trí tuệ của bậc thánh đó, nó khác với một người phàm phu. Và hơn nữa đối với Đức Phật đó, thì cái tuệ nhãn của ngài hay là cái khả năng của một vị chánh đẳng chánh giác đó, thì các ngài phải nói rằng nó bao ra, cũng như là cái sự mà chúng ta hiểu nhiều khi đó Đức Phật có cái lòng bi đối với tất cả chúng sanh, lòng bi. Ngày nay nhiều khi mình nói là Đức Phật có cái lòng bi, có cái lòng bi đối với tất cả chúng sanh. Sự thật ra thì chúng ta cũng chỉ biết ở trong kinh, nhưng mà rồi đó thì Đức Phật quả thật là có cái lòng bi. Chúng tôi đọc ở trong kinh thì hiểu rằng khi mà Đức Phật ngài khi còn là Bồ Tát cũng vậy, ngài khoát nguyện để trở thành Phật để tiếp độ chúng sanh, cũng mong sau để trở thành quả vị Phật để tiếp độ chúng sanh, cái lòng bi đó. Và trong suốt xuyên suốt trong 45 năm của Đức Phật đó, hoằng pháp đó, thì chúng ta thấy rằng từ khi giác ngộ với cây Bồ Đề rồi bắt đầu hành trình cho cái cuộc hoằng pháp này đó, rồi cho đến khi mà ngài tịch diệt đó, thì chúng ta thấy rằng ngài không có mòn mỏi với bất cứ một cái thời gian, bất cứ một cái sức khỏe gì. Ngay cả vào khúc cuối cùng, mặc dù là nằm ở trên cái tảng đá để Đức Phật ngài sắp sửa tịch diệt, thế mà một du sĩ đã đến để hỏi Đức Phật. Tôn giả A Nan đó, vì thấy cái sức khỏe của Phật không khỏe, cho nên là ngăn cản không cho vào. Nhưng mà rồi Đức Phật cũng nói, này A Nan, hãy cho cái du sĩ đó vào, cho du sĩ đó. Thế là du sĩ đó được vào hỏi Đức Phật, và Đức Phật là tiếp độ cái vị du sĩ đó. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là đối với Đức Phật cái lòng bi rất là rộng lớn. Nhiều khi mình đó trong một cái gì đó, Đề Bà Đạt Đa đó là suốt khoảng thời gian khi còn xin tiền thì Đề Bà Đạt Đa rất là nhiều lần hãm hại Đức Phật, hãm hại cách này, hãm hại cách nọ. Ở trong kinh nói rằng dưới giờ phút cuối cùng Đề Bà Đạt Đa sắp bị đất rước, còn lại cái tai, còn lại cái tai, cái đầu cũng phát nguyện này, cái phần còn lại đó xin cúng dường cho Đức Thế Tôn, xin cúng dường cho Đức Thế Tôn. Và Đề Bà Đạt Đa cũng biết rằng là cái sự hiểu của mình, biết rằng Đức Phật cũng có cái lòng bi đối với mọi người, trong đó có về Đề Bà Đạt Đa, chứ không phải là không hiểu đâu, không biết. Nhưng mà cái biết đó nó cũng có giới hạn, cái biết đó nó cũng có giới hạn. Bởi vì cái chung nhất đó là cái lòng bi, lòng từ bi, lòng bi của Đức Phật rất là bao la. Đối với một người đó, thì một người phàm phu nếu có cái tu tập cái lòng bi, tâm bi của mình thì nó cũng có một giới hạn, một khía cạnh nào đó, một người nào đó, một gì đó. Nhưng mà nó cũng không phải làm nói đến cái sự bao la được. Trong khi Đức Phật thì cái lòng từ bi rộng lớn, cho nên ngài không mòn mỏi. Trong kinh nói rằng là năm cái Phật sự, tức là năm việc mà Đức Phật thường làm trong suốt quãng đời của ngài. Khi mà ngài giác ngộ rồi đó, sáng sớm thì ngài dùng cái tuệ nhãn, cái Phật nhãn xem coi chúng sanh nào nên tế độ, thì ngài xuất hiện để tế độ. Trưa một chút thì Đức Phật ngài đi trì bình khất thực. Trì bình khất thực để chi? Để những cái người được gieo duyên cúng dường cho ngài, đảnh lễ ngài,
cúng dường ngài, thì người đó được cái công đức, cái phước đức rất là lớn, cái phước rất là nhiều. Cho nên là ngài tiếp độ những cái người mà được ngài quá duyên, được ngài quá duyên bằng cái cách là trị bệnh khất thực. Buổi chiều lại đó thì Đức Phật có một việc làm nữa, đó là thuyết pháp cho những hàng cư sĩ. Chúng ta biết rằng mỗi buổi chiều như vậy, Đức Phật ở cái trú xứ nào, đặc biệt là chúng ta nghe cái chùa Kỳ Viên đó, là có cái khoảng thời gian dài nhất mà Đức Phật nhập đó, nhập hạ ở đó rất là dài. Và mỗi buổi chiều như vậy, Đức Phật thường thuyết pháp cho những hàng sĩ. Họ lũ lượt, họ kéo nhau để đến chùa Kỳ Viên để nghe Phật thuyết pháp, nghe Phật thuyết pháp. Và buổi tối lại đó, thì ngài có một cái phận sự nữa, đó là giáo giới cho chư tỳ kheo. Và khuya lại thì Đức Phật, Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp cho chư thiên. Như vậy thì chúng ta thấy xuyên suốt trong một ngày như vậy thì ngài có năm cái việc làm. Năm cái việc làm đó ta gọi là Phật sự, bởi việc làm của Phật, việc làm của Phật. Và cái việc làm đó là gì, cái gì? Vì lòng từ bi tiếp độ chúng sanh. Và đó là cái lòng từ bi rộng lớn. Cho nên chúng ta nhớ cái câu chuyện của khi mà La Hầu La còn nhỏ, lúc bấy giờ Đức Phật ngài trở về hoàng cung tiếp độ, thì lúc đó bà Ma Gia hoàng hậu mới bảo rằng, bà Gia Du Đà La mới bảo La Hầu La, tức là con của Thái tử Sĩ Đạt Đa, Tất Đạt Đa, Xích Tát Tát, bảo rằng đến cha để mà xin cái tài sản. Thì Phật mới tiếp độ cho La Hầu La để xuất gia đó. Đó cũng là cái lòng từ bi rộng lớn đối. Bởi vì một vị chánh đẳng chánh giác đó, thì các ngài có ba cái việc mà làm lợi ích. Một là lợi ích cho tự thân, tức là ngài luôn luôn tìm những cái pháp để mà tu tập, để hướng đến giác ngộ thành Phật, thành Phật. Bất cứ mọi cái thiện sự gì, mọi cái công đức gì, hay là mọi cái pháp độ ba la mật nào, thì các ngài đều hướng đến cái sự giác ngộ, giác ngộ để thành Phật. Và ngài được mệnh danh như là tự giác, giác hạnh, giác tha, viên mãn, tức là tự ngài giác ngộ, rồi các cái công hạnh được đầy đủ và làm lợi ích cho đời, cho mọi người, và các cái công hạnh được viên mãn. Chúng ta thấy như vậy đó, thì Đức Phật có cái lòng từ bi rộng lớn, lòng từ bi rộng lớn, cho nên là ngài lại có một cái sự tiếp độ. Cái thứ hai nữa đó là Đức Phật luôn luôn tiếp độ quyến thuộc, làm lợi ích cho quyến thuộc. Điển hình là chúng ta thấy là sau khi mà ngài giác ngộ rồi đó, ngài trở về đó, ngài trở về hoàng cung, sau đó thì ngài tiếp độ vua cha, rồi hạ thứ bảy, chúng ta được biết ở trong lịch sử là Đức Phật ngài lên cung trời Đao Lợi để mà ngài thuyết pháp cho bà Ma Gia hoàng hậu. Rồi trong hoàng cung, trong triều đình, thì ngài luôn luôn tiếp độ thân bằng quyến thuộc, những người hoàng thân quốc thích đều được ngài tiếp độ. Đó là ngài làm lợi ích cho quyến thuộc. Và cuối cùng là ngài làm lợi ích cho đời, tức là tiếp độ những chúng sanh. Cái đó là cái tâm nguyện mà chúng ta thấy rằng đó là cái lòng từ bi, nó phát xuất từ ở cái lòng từ bi của Đức Phật. Và chúng ta thấy một điều đó là cái tâm của Đức Phật đó là hoàn toàn có cái sự an tịnh. Nói như vậy không có nghĩa là chư vị thánh tinh văn A-la-hán lại không có cái sự thanh tịnh. Nhưng mà cái sự thanh tịnh của Đức Phật đó, là chúng ta nhớ rằng đó là khi mà Ma Vương đó cũng tìm những cái cả hở, tìm xem coi những cái lỗi lầm từ cái hành vi của Đức Phật coi có những cái lỗi lầm gì hay không đó. Chúng ta nhiều khi đó là sống ở đây, sống ở kia, rồi chúng ta thấy rằng là nhiều khi có những người như thế này, như thế nọ, tức là nhiều khi mình sống khi mà không có người thì mình ra vẻ như là khi mà có người thì mình ra vẻ như là cái người có cái sự nghiêm túc,
có cái sự hành trì đúng đắn, rồi có một cái sự nghiêm túc hành trì vân vân. Nhưng mà rồi đó, cái chỗ mà không có người đó, thì mình lại là buông lung. Rồi cái người mà lệch lạc, sái quý, hành vi sái quý khi mà chỗ không có người. Nhưng mà đối với Đức Phật thì dù ở cái nơi đông người thì Ngài cũng vẫn là thanh tịnh. Dù cái nơi mà không có có người thì Ngài cũng vẫn là một bậc thanh tịnh. Cái thanh tịnh đó là nói đến cái việc mà khi mà Ma Vương tìm coi Đức Phật có những cái lỗi lầm gì trong một cái mãi may của suy nghĩ. Bởi vì Ngài đã tận diệt những phiền não, cho nên Ngài không có một chút lỗi lầm, dù là một lỗi lầm nhỏ. Ở đây nói đến cái sự thanh tịnh, gọi là chữ thanh tịnh toàn hảo của một bậc chánh đẳng chánh giác, thanh tịnh toàn hảo. Và cái thứ ba nữa là Đức Phật có một cái đức nữa, đó là cái sự hiểu biết của Ngài. Như chúng tôi đã nói đó, là cái trí tuệ mà Ngài hiểu rõ bản chất sự vận hành của nghiệp đó, chỉ có Ngài hiểu rõ. Vì cái nghiệp gì mà người ta tái sanh như thế này, rồi như thế này, vì cái nghiệp nào mà họ tái sanh ở nơi kia, rồi là có cái gì nó cản trở, có cái gì nó làm cái động cơ để thúc đẩy, rồi có cái gì nó cản trở. Ngài hiểu rõ được những điều đó. Và chỉ có Đức Phật. Nhiều khi chúng ta nhìn, nhiều khi ở đời đó, mình nhìn một cách rất là đơn giản á, mình nhìn một cách rất là thiển cận đó, thì mình nói ồ, tại sao người ta làm ác mà người ta lại khuây khuây, người ta lại khuây khuây, nhưng mà cái người làm thiện lại bị lẫn đẩn lao đao. Mình chỉ nghĩ vậy, rồi rốt cuộc rồi là mình không có cái niềm tin về nhân quả báo, vì lý do đó. Nhưng mà đối với Đức Phật, Ngài mới hiểu rõ được là cái sự vận hành của nghiệp, vận hành của nghiệp. Cho nên người ta nói là sao, là ở ác mà lại sống lại phay phay, trong khi ở hiền là chết yếu. Sự thật ra cái chuyện chết yếu và ăn hiền, cái sống đời sống đạo hạnh nghiệp gì đó, nó hoàn toàn nó liên quan rất là nhiều vấn đề, đời trước, nghiệp quá khứ, rồi hiện tại, rồi tương lai, rồi những cái yếu tố để trở thành một cái nghiệp đó, nó rất là nhiều cái yếu tố để hỗ trợ, chứ không phải là nó chỉ đơn thuần là như vậy. Mà Đức Phật đó thì Ngài hiểu rõ, biết rõ được cái sự vận hành của nghiệp của mỗi chúng sanh, của mỗi chúng sanh từ ở trong các cái cảnh giới. Chúng ta nói về cái thế giới quan, tức là 31 cõi đó. Đối với các tôn giáo khác á, thì người ta chỉ nói là cõi trời, nước trời, nó đơn giản là vậy thôi. Đơn giản là về nước trời, rồi hầu một đấng tối cao nào đó ở cái gây quanh, rồi là làm đồ chúng của một đấng tối cao đó. Nhưng mà cõi trời của Phật giáo, cái thế giới của Phật giáo, cái thế giới quan của Phật giáo, nó rộng lắm. Nó rộng lắm. Nó tùy theo cái khuynh hướng, tùy theo cái hạnh nghiệp, tùy theo cái khả năng và trình độ của mỗi chúng sanh, cho nên nó có sự khác biệt với nhau, có sự khác biệt nhau. Cái điều thứ hai nữa là Đức Phật Ngài biết rõ những gì làm nó được tiến hóa, làm con người được thanh tịnh. Khi mà mình có cái việc làm, cái hành vi của mình như vậy là để cho tâm mình được thanh tịnh, để cho mình được tiến hóa, để cho mình đi đến cái sự an lạc. Nhưng mà Ngài cũng biết rõ được là những cái việc làm đó mà đi đến cái đời sống thối đọ, khổ đau, ô nhiễm, Ngài đều biết rõ những điều đó. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái sự hiểu biết của Đức Phật rất là rộng, rất là nhiều. Và trong khi một người đó, người ta có cái cảm tính, người ta có cái cảm tính thiện cảm đối với Đức Phật về khía cạnh nào đó, thì chúng ta cũng chỉ có là cảm tính hoặc là thiện cảm đối với Đức Phật một khía cạnh nào đó thôi. Nhưng chúng ta cũng không thể hiểu được hết hoàn toàn những gì mà Đức Phật Ngài suy nghĩ và Ngài đã thuyết ra và Ngài đã giảng dạy. Không thể hiểu hết được những điều đó, không thể hiểu được. Vì vậy cho nên là Ngài biết rõ được những việc gì làm để người ta làm sẽ có được cái sự tiến hóa, và người ta làm sẽ có cái sự thối hóa và ô nhiễm. Điều đó Đức Phật Ngài biết. Cho nên cô Ca Lý Cá đó
là một nhân vật do rằng có một cái nuôi một cái quan trái ở trong lòng, hoặc là cô ca lý cá có một cái phinh hướng của pháp bất thiện, tham sân si tà kiến hoài nghi, rồi tật đố ngã mạn sanh khởi lên như vậy. Cho nên có một cái nhìn về hai vị tôn giả Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên là hai vị thượng thủ tinh văn. Rồi hoặc là cô ca lý cá có một cái nghiệp bất thiện, tạo cái nghiệp bất thiện, cho nên sống quay vần ở trong một cái tập thể, trong một cái nhóm, hay là trong những cái người có những cái khuynh hướng của pháp bất thiện, và thấy rằng mình phải nhận lấy những cái điều đó. Ở đây đó thì khi nói đến cái sự hiểu biết, giống như ở trong cái bài kinh nói rằng là ở đây nói rằng là một bậc thánh thấp đó thì cũng không thể hiểu được cái bậc thánh, cái trình độ của bậc thánh cao. Và đối với một bậc thánh tinh văn thì cũng không thể nào hoàn toàn hiểu hết được cái trí tuệ của Đức Phật. Trí tuệ của Đức Phật nhiều khi trong cái đời sống bình thường đấy, mình nói đó là cái nhận định hay là cái hiểu của mỗi người nó cũng có sự khác nhau, và nhiều khi cái lòng, cái tâm của mình nó giới hạn, nó hẹp hòi, rồi lại mình nghĩ theo cái cách nghĩ của mình thì cũng không thể đo lường được hết những cái người mà người ta có cái lòng bao la. Mà ở đây chúng ta nói đến cái trí tuệ của Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật, hay ở đây nói đến cái sự hiểu biết của một bậc thánh, và cái sở hành của những người phàm phu thì nó hoàn toàn khác với là cái sở hành của bậc thánh. Cái võng trí của một Đức Phật ấy, thì hoàn toàn là cái điều đó chúng ta hoàn toàn không có thể biết được. Trong khi mình lấy khía cạnh nào đó trong cái sự hiểu biết giới hạn của mình để mà đón Đức Phật hay là đón các bậc thánh, suy đoán cái này hoặc là suy đoán cái kia, thì nó thật sự là nó giới hạn lắm, nó vẫn còn hạn hẹp. Và do đó, thì cái câu chuyện mà nói rằng cô ca lý cá đã nuôi cái lòng quan trái đối với hai cái vị thượng thủ tinh văn, và thậm chí để quán thù đó, thì đó là cái lòng hẹp hòi để mà đón. Trong khi đối với lại cái nhìn của các ngài đó, thì hoàn toàn nó vượt lên trên những cái gì mà chúng ta nghĩ, những cái gì những người phàm phu nghĩ là như vậy. Thì chúng tôi xin được trình bày bấy nhiêu lời ở trong nội dung của cái bài học hôm nay. Mặc dù là còn cái ý nghĩa rất là nhiều ở trong học này, thì để Chư Tăng bàn luận, thảo luận, chia sẻ thêm để cho chúng ta được hiểu thêm ở trong cái nội dung của bài học này. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, người Phật tử được sự an vui chuyển hóa. Chúng tôi xin được xuống mic. Sa thu, kính chừng Thượng Tọa Hòa Thượng với pháp thoại vừa rồi. Kính bạch Hòa Thượng Tổ sư, không biết Hòa Thượng có ở trước máy không? Nếu Hòa Thượng nghe được, kính thỉnh Hòa Thượng. Dạ. Bên Hòa Thượng, Hòa Thượng quá khỉ nha. Nó rõ một điều là khi mà chúng ta nói rằng cái bậc thánh thấp á, cũng không có hiểu hết bậc thánh cao, hay là không đọc được tâm bậc thánh cao. Nhưng mà có người nói rằng có những trường hợp như Phạm Thiền Sam Bát Tý, hay là Ma Vương, hay là Ngài Anuruddha vẫn có thể đọc được tâm của Đức Phật. Thì cái đọc tâm đó như thế nào, có ở cái chân mực nào, hay có cái lãnh vực nào, và có ở cái lãnh vực nào mà những vị khác như là Phạm Thiên, hay là Ngài Anuruddha, hay là Ma Vương không thể đọc được tâm của Đức Phật? Xin kính thỉnh Hòa Thượng giảng rõ về điểm này. Anh Đức Phật thầy nhỉ? Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính thỉnh Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Một
kinh có ba thứ là tâm dục giới, tâm đấu đại và tâm siêu thế. Vị có tha tâm thông biết được tâm người khác, nhưng mà ở đây chỉ biết được cái tâm ở dục giới, dù cho phẩm thiên san bát tí hay là ma vương hoặc là chư vị thinh văn đệ tử của Đức Phật, như khi mà Đức Phật ngài đến cõi phạm thiên để cảm hóa phạm thiên Phật cá, ngay khi đó Đức Thế Tôn ngài khởi lên cái ý nghĩ: các vị đại thinh văn và nhị vị thượng thủ thinh văn của ta hãy đến, hãy có mặt, thì các vị đại thinh văn đó hiểu được tâm của Đức Phật nên đã xuất hiện tại cõi phẩm thiên. Hoặc phạm thiên Sampatthi khi mà biết được tâm của Đức Thế Tôn không muốn đi thuyết pháp, vì pháp này giác ngộ thâm sâu và chúng sanh thì nặng về phiền não, không hiểu được, không hiểu được pháp, vân vân. Thì cái biết đó là cái biết về tâm dục giới, tức là tâm tố. Chứ không phải hoàn toàn là không biết tâm. Khi mà có tha tâm thông thì vẫn biết được, nhưng mà về cái mà vị tu đầu quần dùng có tha tâm thông, nhưng mà vị đó không biết được cái người đối diện Đắc Tư Đà Hàm, không biết được cái trình độ A Na Hàm, không biết được cái tâm A Na Hàm của vị đó, cái tâm siêu thế đó. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng cái câu mà nói rằng là phạm phu không biết tâm của bậc thánh, thậm chí là một thứ thấp không biết được tâm của vị thánh cao, đó là biết được cái trình độ tâm siêu thế của vị đại chứng như thế nào, không có biết. Chứ còn khi có tha tâm thông thì những cái tâm dục giới bình thường vị thánh khởi lên như thế nào hay Đức Phật khởi lên như thế nào thì một vị có tha tâm thông thì họ cũng hiểu được, học được cái tư tưởng đó. Cái chuyện đó thì chúng ta cũng dễ hiểu thôi. Như một người
là trình độ thấp, không biết trình độ cao của người kia. Nhưng mà tâm tánh của người này, tâm tánh của người kia như thế nào thì người này cũng có thể hiểu được, có thể biết được chứ. Đây là không biết, là không biết trình độ thôi. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu như vậy đó, là dù có tha tâm thông nhưng mà không biết được cái tâm siêu thế, cái tâm chứng đắc của bậc đó. Hàng thinh văn, dù cho bậc A-la-hán đắc được tứ quả, tứ đạo tứ quả, chúng ta đừng nghĩ rằng tứ đạo tứ quả của cái hàng thinh văn cũng giống như tứ đạo tứ quả của cái vị chánh đẳng giác. Không đâu. Vì tứ đạo tứ quả của bậc chánh đẳng giác là có cái trình độ nhất thiết chủng trí sapinyu. Cho nên Hà Thinh Văn không có biết được cái trình độ của bậc chánh đẳng giác. Dầu cho ngài Sariputta là đệ nhất về trí tuệ đó, nhưng vị đó, như ngài Sariputta, ngài tán thán Đức Phật, tán thán bậc đạo sư là có cái trí tuệ tuyệt vời bậc nhất, thì Đức Phật mới hỏi rằng ngươi có biết được trình độ của các vị chánh đẳng giác trong quá khứ hay không? Mà Đức Thế Tôn, con không biết. Đức Phật nói ngươi không biết mà ngươi nhớ nên so sánh và cho rằng là trong quá khứ, trong vị lai không có vị chánh đẳng giác nào hơn Đức Thế Tôn về trí tuệ. Nói như vậy là đại ngôn. Rồi Đức Phật mới giải thích cho nghe, chỉ có chư Phật với chư Phật mới biết nhau, hàng thinh văn với hàng thinh văn biết nhau, nhưng mà thinh văn tứ quả biết bậc thinh văn tứ quả hoặc biết bậc thấp hơn bậc khổ học, chứ không thể mà hạng thấp mà biết được cái trình độ tâm siêu thế của cái bậc cao. Vì đó là câu trả lời chúng tôi cho câu hỏi mà thượng gọi và thượng giác đẳng vừa nêu. Xin tính được bạch khoa thượng từ siêu ở trong trường hợp của tỳ kheo tỳ khưu Kukalika, có khi đến trước mặt Đức Phật mà có những cái lời nói để khuỷu báng vì bị thượng thủ thinh văn, nhưng mà ngay cả Đức Phật thì cũng không có khuyên được. Ngay cả Đức Phật cũng không có khuyên được, tại vì cái sự cố chấp của vị đó không được, thì bạch hòa thượng là bên Bắc Tông người ta có nói về một cái từ ngữ gọi là nhất diễn đề, tức là một cái người mà nhất diễn đề đó là cho dù một đấng thập lực như Đức Phật biết rõ căn tính chúng sanh cũng không thể cảm hóa được. Thì bên ngoài từ cái hạng người nhất diễn đề đó có được đề cập đến trong kinh điển Bali không, tức là hạng người một hoàn toàn mà không thể nào học hiểu biết gì về giáo pháp và ngay cả được diện kiến với Đức Phật, và Đức Phật là đấng thập lực mà ngài cũng không cảm hóa được, thì chúng ta có cái hạng người nào mà chúng ta gọi là nhất diễn đề không? Cái tính tính hãy chưa công đức tính thưa quý vị, ở trong cái điểm Bali thì chúng tôi không biết là cái chữ cái danh từ mà gọi nhất diễn đề
mà ta trong Hán Tạng họ dùng xài đó, để họ dịch từ chữ nào ra. Còn ở đây đó, thì chúng ta phải biết rằng là ở trong Phật giáo vẫn có đề cập đến vấn đề gọi là pháp vô quốc lộ. Pháp vô quốc lộ tức là cái hạng mà không có, hạng người mà không có khả năng. Giống như là một bệnh nhân, dù bác sĩ giỏi, nhưng mà bác sĩ biết là bệnh nhân này bị cái chứng bệnh đó là không chữa được, nên bác sĩ chạy, tức là không có chấp nhận chữa trị, bởi vì biết họ sẽ chết, không có thuốc thang nào mà trị được. Dù cho một tính đẳng chánh giác đi nữa, nhưng mà đối với chúng sanh có cái hạn pháp vô bút lô là hạn có khả năng chuyển hóa, còn cái hạn ở pháp vô bút lô là có, là hạn không có khả năng chuyển hóa, thì dù một chánh đẳng giác ngài cũng không thể làm gì hơn, ngài không làm gì hơn. Cũng như bác sĩ giàu giỏi nhưng mà không có nghĩa là bệnh nào cũng trị được. Có những bệnh mà bác sĩ biết là vô phương, thì trong trường hợp đó chúng ta đừng có nghĩ rằng là bác sĩ đó dở, không phải. Ngay khi mà vị bác sĩ đó mà biết được người này, bệnh như vậy, sau khi xét nghiệm biết được là cái bệnh này có thể chữa được, còn bệnh này đến cái mức độ như thế là không thể chữa trị được, biết như vậy cũng đã lì, đã là vì một thầy thuốc giỏi rồi. Biết như vậy là một thầy thuốc giỏi rồi. Cũng như khi mà Đức Phật ngài dùng một chúng sanh nói với điều quá đã tá, thì ngài biết là cái chúng sanh này ngay trong hiện tại không thể nào mà dạy dỗ, không thể nào thuyết phục được. Ngài biết chứ. Bởi vậy cũng có những trường hợp mà Đức Phật ngài bỏ qua, ngài không có thuyết pháp cho người đó, vì họ thiếu căn tánh. Và ở đây chúng ta cũng phải hiểu thêm một cái khía cạnh khác, tức là có cái hạng chúng sanh mà được gọi là sapayo, tức là hữu trí, hay gọi là có huệ căn, là tâm sinh bằng cách nghiêm tư ngư trí hay là tâm nhân, thì cái hạng chúng sinh đó có thể giác ngộ được ngay trong kiếp hiện tại. Còn cái hạng mà dị nhân, hoặc là cái hạng mà tục sinh bằng cái tâm tái phu nhân, thì hạng là vô phương, không thể nào mà giác ngộ được. Hạng người này có thể là dẫn bắn họ để họ đi vào cái con đường gọi là hiền thiện, gọi là Kalajana, Kalajana Kutuchana,
Bốn cà lá tức là hạng chúng sinh phàm phu hiền thiện đó, thì cái hạng đó mặc dù biết họ không có cái tuệ căn để mà chứng đắc được đạo quả, nhưng mà Đức Phật lại biết rõ cái chúng sinh này vẫn có thể cảm hóa để cho họ hiền thiện, thì Ngài cảm hóa. Như là đối với voi Nalagiri, một con voi sai nó trở thành cuồng loạn, đang chạy tới, Đức Phật Ngài dùng chữ từ để Ngài cảm hóa được voi đó cho nó hết tay, và Ngài an ủi mà đó rằng kiếp hiện tại ngươi không thể tu hành chứng đắc cái gì được, nhưng mà phải sống hiền thiện, như vậy trong tương lai ngươi cũng sẽ được thoát khỏi cái kiếp mà sanh trở làm người và có thể tu tập chứng đắc. Là khi nhắc gì, cái đó là hạng chúng sanh hiền thiện, còn hạng chúng sanh mà ác tà kiến thì vô phước, thì Đức Phật Ngài im lặng. Cho nên ở đây chúng ta có hai khía cạnh. Một là cái hạng ở tộc sinh không có trí tuệ, hay là cái hạng cho dù có trí tuệ nhưng mà đã phạm phải cái điều trọng tội trọng nghiệp thì không sửa chữa được, thì cái đó cũng trở thành Apsakko. Ở đây chúng ta cũng nhớ cái bài kệ, bài kinh mà Đức Phật đã trả lời cho vị chư thiên, khi vị đó nói rằng nội truyền và ngoại truyền, chúng sanh bị truyền phược, có hỏi Gotama ai thoát được truyền này, thì Đức Phật đã dạy rằng người có trí trú giới, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, thì kheo ấy thoát truyền. Thì người có trí, chữ Sapayo ở đây tức là chỉ cho cái hạng trí tuệ bẩm sinh, gọi là cha thi pa nha, hạng trí tuệ bẩm sinh, tức là do cái tâm tục sinh có cái trí, thì hạng đó nếu mà tu tập thì mới có thể chứng được đạo quả. Nhưng mà cũng có hạng có trí tuệ căn tánh trí tuệ, nhưng mà cái hạng đó ở trong quá khứ không từng tạo những thiện nghiệp liên quan đến pháp quán, hay là mặc dù có trí tuệ nhưng mà có ác tà kiến, thì như vậy cũng là vô phương, là không có cái khả năng chứng đắc. Cho nên cái hạng bút lô, cái hạng mã pháp phu bút lô, chúng ta cũng phải hiểu, một là tục sinh thiểu trí, hai là người đó có ác tà kiến hoặc là đã tạo cái trọng nghiệp ngay trong kiếp hiện tại này, thì đó cũng gọi là pháp phu bút lô, là hạng người không có khả năng. Chúng ta phải hiểu gì, cho nên ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng Giác Đẳng về cái trường hợp trong kinh điển Pali đề cập đến người mà không thể mà cảm hóa được. Thì ở đây dùng cái từ Apsakko chứ không có dùng cái từ gọi là nhất xiển đề. Cái trường hợp cái từ để chúng tôi
không có trả lời được cái đó. Xin thỉnh Hòa Thượng trở lại. Sa thú kính trân Hòa Thượng, để thỉnh Hòa Thượng Quan Hỷ trả lời cho một câu thấu lượng nữa rồi Hòa Thượng thỉnh Hòa Thượng đi nghỉ. Bạch Hòa Thượng từ xíu, khi mà chúng ta đọc ở trong kinh trường hợp của một vài vị mà có cái tâm bất kính, có thái độ phạm thượng với chư vị thánh tăng, nhất là ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, thì chúng ta lại nghe rất nhiều câu chuyện bổn sanh, mà cái quan trái nó không phải chỉ có trong cái nội kết của những vị đó, không phải là có trong một đời này, mà nó đã có nhiều kiếp trước. Thì dựa trên cái đọc và hiểu kinh điển của Hòa Thượng đó, Hòa Thượng có nghĩ rằng có rất nhiều cái chuyện mà quan trái rắc rối trong đời sống hằng ngày ở đây đó, nó là vốn là nó đã có từ, nó chỉ là một sự lặp lại của nhiều kiếp quan gái trái trong quá khứ. Hòa Thượng có tin như vậy không? Tức là những gì mà mình xảy ra trong đời sống tự nhiên, sanh ra rồi nó cứ phiền hà, cái chuyện không đáng phiền hà, gây gỗ không đáng gây gỗ, rồi như vậy có phải là do cái nghiệp quá khứ hay do quan trái quá khứ không? Xin cái thính Hòa Thượng. Cái một phút thời cho kính bạch Thế Tôn, kính thưa quý Phật tử, trong hiện tại một người mà họ có cái sự thù hằn, muốn kỵ, ghen ghét với người khác, cái trường hợp này nó có hai, có thể là do cái sự quan trái trong quá khứ, nhưng cũng có thể là ngay trong hiện tại là người đó không có cái sự tác ý, mà do cái phiền não nó mạnh quá, nó chi phối tâm của người đó, cho nên người đó không thấy được cái ân đức của cái người kia, ân đức của một thánh, nên có những cái lời nói xúc phạm, hay là có những cái ý nghĩ sai quấy xúc phạm đến các bậc thánh. Thì ở đây đó, không có nghĩa là tất cả cái gì xảy ra trong thời hiện tại đều là do quá khứ, chúng ta nhớ vậy. Mà những gì xảy ra trong kiếp hiện tại nó có thể là do cái mãnh lực của phiền não. Ngoài cái do mãnh lực của phiền não chi phối thì mới là cái sự quan trái ở quá khứ. Một cái sự quan trái ở quá khứ nó lại còn có thêm một cái chi tiết khác nữa, là do cái thường cận y duyên. Do cái thường cận y duyên, ở trong quá khứ đã có cái sự ganh ghét, bực bội, dầu cho không có cái sự quan trái, không còn có quan trái, nhưng mà nó đã có một cái thói quen ở trong quá khứ, hãy gặp là đố kỵ, thì tự nhiên bây giờ gặp là đố kỵ, là ghen ghét. Thì như vậy chúng ta có ba trường hợp: một là quan trái ở nhau trong quá khứ, tức là lúc lâm chung có cái kết thù, kết quán, thì đời này đó, khi mà sanh trở lại thì mới có cái sự thù quán. Còn ở trong quá khứ, do cái thường cận y duyên đã từng đứng lên với nhau, mặc dù trong giờ phút lâm chung không có sự quan trái gì hết,
Nhưng mà vì có cái sự đối lập với nhau quen rồi, kiếp hiện tại khi mà sinh ra đó, họ gặp nhau thì họ lại đố kỵ nữa. Còn cái trường hợp thứ ba đó, cái trường hợp cái sự đố kỵ đó là do nơi mãnh lực của phiền não chi phối. Trường hợp Đề Bà Đạt Đa mà có cái sự thù hằn với Đức Phật và cố tìm cách để mà hãm hại Đức Phật đó, thì cái này là do cái nghiệp quan trái từ quá khứ. Ở trong kinh có ghi lại rằng ở trong quá khứ Đức Bồ Tát Ngài là một người thương buôn chân chính, còn Đề Bà Đạt Đa là một người thương buôn xảo trá. Thì hai vị thương buôn này đó cùng đi buôn và họ thỏa thuận với nhau là người đi hướng này, người đi hướng khác. Trường hợp khi mà biết người kia đã đi qua cái con đường này, đi qua cái xóm làng này một ít lâu, cỡ nửa tháng rồi đó, thì cái người thương buôn này mới được quyền đi đi lại cái con đường đó. Thì lúc đó thương buôn, chúng ta tạm gọi là thương buôn đi qua đất tán, thì hai vị này đứng trùng tên với nhau, cho nên bây giờ chúng ta nói thương buôn Bồ Tát, thương buôn Điều Quán Trái Tá đi sẽ dễ hiểu. Thì cái ông thương buôn tiền thân của Điều Quán Trái Tá khi mà đi rao hàng buôn bán, thì lúc bây giờ có nhà của bà lão kia có hai bà cháu thôi, nhưng mà ở trong nhà bà do một cái gia đình đó, là gia đình của trưởng giả, nhưng mà sau khi khánh tận tài sản thì ông trưởng giả, bà trưởng giả đều mất đi, chỉ còn để lại có một bà lão với một đứa cháu. Bây giờ họ sống nghèo khổ, nhưng mà gia sản của họ còn lại chiếc mâm vàng mà lâu ngày bụi nó đóng dơ bẩn, thì bà lão thì lại là không hiểu biết, cho nên bà cũng không có quan tâm lắm. Đứa cháu gái nó nghe rau hàng bán thì nó năn nỉ, nó đòi bà lão mua cho nó một vài cái món đồ trang sức. Thì cái ông thương buôn Đi Quan Đất Tá, ông khi mà cầm cái chiếc mâm vàng với con mắt của một người thương buôn huấn luyện, khi mà ông ta cầm cái mâm đó với cái trọng lượng như vậy, và khi mà ông ta lấy cái ngón tay hay lấy móng tay ông ta cạo cạo ở trên chiếc mâm á, thì nó hiện ra màu vàng ánh, thì ông ta biết đây là cái mâm vàng quý giá. Nhưng mà vì ông ta muốn chiếm đoạt, thành thử ra ông ta giả bộ như là cái này không có giá trị, mà đem đổi cái đồ trang sức á, thì vậy là không có đủ giá trị để đổi ngang cái đồ trang sức. Ông ta làm bộ, ông ta chê rồi ông ta bỏ đi. Ông ta định bụng là đi một thời gian mới quay trở lại để đổi cho đứa cháu gái của bà lão đó một món đồ rồi lấy cái mâm vàng.
Nhưng mà khi ta đi được 5 hôm thì Bồ Tát thương gia, thương vua Bồ Tát, ngài đi ngang qua, ngài cũng rau hàng, cũng bán cùng mặt hàng đó. Thì đứa cháu gái đòi nữa, thì bà lão, bà cụ vợ mới đem cái mâm vàng đó ra. Thì thương vua Bồ Tát cầm và thử, biết được đây là cái mâm vàng quý giá, thì mới nói rằng: thưa mẹ, tài sản và tiền bạc mà con, hàng hóa và tiền bạc mà con đem theo, nó không có đủ để mà mua chiếc mâm này của mẹ nữa. Khi vào mẹ cho anh thân thiện. Thì bà lão nghe nói vậy bà mừng quá, quan hỷ bên. Mới suy nghĩ rằng cái người này, người thương buôn này thật, rất là thật thà. Trước đây có người thương buôn bọn cho chê cái mâm này, còn người này thì lại nói như thế. Bà lão bà cũng đồng ý, bà nói nếu mà đổi nhiêu thì đổi. Thì Đức Bồ Tát này chỉ xin lại có 8 đồng tiền lẻ để mà ngài đi đò thôi. Còn bao nhiêu tiền mặt và tất cả những hàng hóa bao gồm những cái đoan sức trong đó thì giao cho bà lão hết. Khi mà ngài lấy, chỉ xin lại cái cân và 8 đồng tiền, rồi ngài ra đi, ngài cầm mâm vàng ngài ra đi. Ngài có trí tuệ, ngài biết thế nào là gã thương buôn kia cũng quay trở lại có chuyện nữa. Cho nên ngài đã hối hả, ngài từ giã đi và ngài xuống thuyền để ngài trở về quê hương. Thì gã thương buôn xảo trá kia đó, 6 ngày sau mới trở lại, thì nói như là một người nhân từ, cảm thông hoàn cảnh của bà lão, nên bây giờ đã suy nghĩ lại và trở lại để bán cái một món đồ trang sức, lấy chiếc mâm cũ kỹ đó. Nhưng mà lúc bây giờ bà lão thì bà lên tiếng, bà nói rằng: ông không phải là người tốt, cái mâm đó là cái mâm vàng quý giá mà ông lại chê bai. Rồi bây giờ ông gạ ông đổi chỉ có một món đồ. Ngày hôm qua có một người thương buôn thứ hai đi đến và đã đổi tất cả tiền và hàng hóa để mà lấy chiếc mâm đó đi rồi. Thì vì tiếc của hời đó, cho nên gã thương buôn này tức lên, tức điên lên và quăng bỏ hàng hóa chạy rượt theo. Nhưng mà ra đến bờ sông thì Đức Bồ Tát ngài đã ra khơi xa rồi. Thì lúc đó cái gã thương buôn xảo trá kia mới còn quan trái với Đức Bồ Tát. Bắt đầu cái câu chuyện từ đó thì sao đó là luôn luôn kiếp nào sanh ra thì gã thương buôn đó cũng có cái sự quan trái với Đức Bồ Tát trong kiếp trước cũng vậy. Thì đó là trường hợp ở trong kinh điển có ghi lại, có ghi lại như thế, thì chúng ta nên biết rằng cái trường hợp này là trường hợp quan trái. Có nhiều trường hợp mà do cái sự quan trái mà Đức Phật đã kể lại thành kinh bổn sanh. Chúng ta đọc đó chúng ta thấy có những trường hợp quan trái. Còn cái trường hợp mà do cái thừa cận cái duyên, chứ không phải quan trái mà do cái thừa cận cái duyên. Thí dụ như trường hợp Devadatta ở trong cái quá khứ mà tìm hiểu cái đặc tính của bầy voi và muốn hạ sát con voi để lấy ngà, nên sau khi tìm hiểu được cái đặc tính của bầy voi đó là nó
rất thiện cảm với cái màu y cà sa của các vị ẩn sĩ lục giác, cho nên gã thợ săn này mới tìm dịp để mà đánh trộm, đánh cắp cái bộ y cà sa của vị Phật lục giác. Khi một ngày xuống dưới hồ người tắm, thì lúc đó gã thợ săn mới trùm trên mình chiếc y cà sa và nhốn cái mũi lao ở bên trong, chờ cho bầy voi đi qua. Đến cái con voi cuối cùng thì hắn ra tay giết chết để lấy ngà. Cứ như thế đó, ông sẽ giết được nhiều con voi. Sau đó voi chúa nghi ngờ và đi lùi lại phía sau đàn voi, và trong cái sự cảnh giác đã thoát khỏi cái mũi lao của tên thợ săn, và con voi chúa đã xông tới và quấn lấy đều ông cả thợ săn đó. Nhưng mà vừa nhìn thấy cái bộ y vàng màu sắc đó thì con voi chúa mới tha cho con thợ săn, rồi ngâm lên voi chúa mới ngâm lên bài kệ để khiển trách. Mà hai bài kệ này là ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài đã thiết lại. Thì ở đây đó, chúng ta nên hiểu rằng là cái thường cận nghi duyên ngay trực tiếp hiện tại ngày vậy đều phải được ra với những cái hành vi tồi bại độc ác như thế đó. Nhưng mà đến khi có được cái bộ y cà sa quý giá mới mặc đi tới đi lui ở trong chùa, tỏ ra là rất tâm đắc với cái bộ y mình có được, thì chưa thánh cư sĩ thấy như vậy mới nói rằng Devadatta không xứng đáng để mặc cái bộ y này, rồi mặc bộ y không tương xứng, mặc bộ cà sa không tương xứng. Rồi lúc đó vị tỳ kheo đem chuyện đó trở về sau khi đảnh lễ Đức Phật và thuật lại cho Đức Phật nghe cái chuyện đó. Đức Phật mới nói rằng không phải chỉ thứ nay đề về đắc đa mặc y không tương xứng, mà trong đời quá khứ cũng đã từng mặc y không tương xứng. Rồi Đức Phật ngài mới kể lại cái câu chuyện bổn sanh. Thì trong trường hợp này rõ ràng đề về đắc đa ở cái hành vi khí cảnh đó không phải là cái sự quan trái, mà là do cái thường cận y duyên. Cho nên những cái gì xảy ra trong hiện tại cũng có thể là do thường cận y duyên, do cái việc đã từng làm cho nên bây giờ nó lại trạng lên và có cái sở hành giống như vậy, giống như quá khứ. Còn những cái trường hợp mà do cái mãnh lực của phiền não nó chi phối cho nên nó tạo những cái nghiệp xấu vân vân, thì trong trường hợp đó là đi ngoài cái trường hợp do nghiệp quan trái trong quá khứ hoặc là do cái thường cận y duyên ở quá khứ. Chứ tôi nghĩ rằng là trường hợp của Kalika có thể là do nó mãnh lực phiền não, do nó mãnh lực phiền não, và không biết rằng Devadatta Kukalika ở trong quá khứ đã có cái sự quan trái gì hay không với hai vị thượng thủ tinh văn. Chúng tôi chưa có đọc thấy ở trong kinh điển như trong chú giải, thì chúng tôi xin được trình bày cái ý nghĩa của câu thần số 3 như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ kinh trình Hòa Thượng Tài Siêu với câu thảo luận vừa rồi. Để bây giờ Thánh Sư Huynh đi nghỉ, phần còn lại Sư Đệ và Chư Tăng sẽ tiếp tục. Không biết Thượng Tọa Pháp Tân có nghe được không? Để Thượng Tọa Tân đang ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa Tân hoàn nghỉ trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Dạ. Thượng Tọa Pháp Tân, chúng ta đọc bài kinh ngày hôm nay đó.
thì chúng ta thấy một điểm như vậy là ở trong đời sống con người mình, nhiều khi mình hay hiểu lầm về người khác do sự suy đoán, và đặc biệt là với các bậc cha mẹ, con thì khó hiểu tấm lòng của cha mẹ, học trò thì khó hiểu hết tấm lòng của thầy tổ, và thậm chí là chúng ta ở gần các bậc siêu trưởng, các bậc cao đức thì mình cũng có hiểu hết, dạ, không hiểu hết cái tâm trạng của các vị đó. Thì đó chẳng có cái lời khuyên nào, ví dụ như là một vị tu sĩ hay là một cư sĩ đến một cái trường thiền hay đến tu viện để tu tập, và ở tại đó thì mình có những cái vui, có cái buồn, có những cái mà mình nghĩ rằng có khi mình buồn ông thầy ông đối xử mình thế này, đối xử thế kia, mình không hiểu hết chẳng hạn. Thì đó chẳng có lời khuyên nào đối với những cái vị học tăng, học ni mà ở trong chúng ấy, là chúng ta nên có thái độ nào gọi là phải chăng, bởi vì cũng không chắc là chúng ta hiểu hết cái ý của ông thầy. Xin cái thỉnh từ tổ học tinh. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con kính đảnh lễ và thượng giác đẳng cùng chư tăng. Kính chào cô tu viện và thân chào quý thiền nam tu viện. Con nghĩ rằng chúng ta thì cũng không thể nào hiểu hết, cũng như giống như là con mà không thể nào hiểu được tấm lòng của cha mẹ, cũng như là người học trò cũng không thể nào hiểu hết được tấm lòng của người thầy. Nhưng mà đời đó thì chúng ta thấy rằng là nhiều khi đó, đến trong một cái môi trường đó, ví dụ như mình ở trong chùa, hoặc là mình đến chùa, hoặc là mình ở một cái thiền viện, thì những cái việc làm gì nhiều khi chúng ta còn có thể thay đổi tâm tánh. Tức là lúc chúng ta vui, lúc chúng ta buồn, lúc chúng ta cũng chểnh mảng trong cái việc học hành, tu tập, thì có khi thì chúng ta cũng tinh tấn, có lúc thì cũng chểnh mảng, cũng giải đãi, cũng buông xuôi. Những cái lúc mà mình buông xuôi như vậy thì nhiều khi trong cái phinh hướng của một cái người bình thường thì có lúc dạy lúc khác. Lúc mình lười biếng, lúc mình chểnh mảng thì nhiều khi người thầy nhắc nhở, hoặc là nhiều khi một vị thiền sinh mình hành thiền, mình đến mình hành thiền, nhưng mà rồi đó thì có khi mình cũng bị mệt mỏi, hoặc là nảy sinh ra một cái suy nghĩ là thôi mình nghỉ ngơi, hay là mình tạm thời là không có hành thiền nữa, thì có khi bị quở rầy, vị thiền sư sẽ quở rầy, hoặc là một cái người tu ở trong chùa cũng vậy, mới vào tu thì thầy bảo mình phải học cái này, học kinh này, học cái luật nọ, học cái nghi thức nọ, hoặc là làm những cái công việc gì đó mà mình nói là phục vụ cho chùa chiền, cho tam bảo. Nhưng có khi mình cũng bị chảnh mạng, lười, bị quở rầy thì mình giận, mình khó chịu. Sự thật ra thì ngày hôm nay đó, thì cái lớp học sau này đó, thì có lẽ là nó cũng do cái hoàn cảnh. Tại vì khi cái lớp học sau này có một số chứ không phải là mình nói hết, rất là không ham học, không ham hành, không có chấp tác, không có lo những cái công việc ở trong chú thiền môn, không lo những việc trong cái chú thiền môn, rồi cũng không học Phật pháp, cũng không muốn học, rồi cũng không có hành trì đời sống của một cái người tu sĩ, thế là bị rầy, rồi nhiều khi nghĩ nó méo mó đi, thầy sao không khó quá, thầy sao không cái này cái nọ.
Nhưng mà bản thân của mình thì không làm những điều đó. Rồi mình buồn, mình giận, rồi sinh ra một cái tâm khó chịu, rồi thậm chí có những sự bổ bàn chống bán. Chống bán. Thì theo con nghĩ rằng trước nhất là mình có những lúc mình mệt mỏi, có những lúc mình bị chảnh mạng, thì mà được nhắc như vậy đó. Dù là mình là cái người tu trong chùa, lập hậu học xong trong chùa, hay là mình là cái người cư sĩ Phật tử, bởi vì mình xác định rằng là mình đến đây để mà mình học Phật pháp, đến đây để mà mình hành thiền, trau dồi, tu tập. Bởi vì văn nói nó là tích cực hay là không tích cực đấy, thì cái tích cực đó là buộc mình phải hành trì một cách liên tục, không có chảnh mạng, không có lơ là ở trong cái phần sự của mình là một cái người học đạo, cái người tu học. Cho nên nếu mà mình nghĩ rằng là những cái người mà rầy thầy tổ rầy mình như vậy đó, thì nếu mà mình có khéo cái suy nghĩ đó, thì đó cũng là cái điều tốt, và ngay lập tức mình sẽ điều chỉnh. Bây giờ mình siêng lên chút, cố gắng lên chút, mình phải ráng cố gắng học thêm chút, rồi mình cố gắng hành trì, thì như vậy đó, thì nó là tốt hơn so với là mình suy nghĩ một cách mà tiêu cực, tức là mình nghĩ ông thầy khó như thế này, nghĩ ông sư kia ông khó như thế nọ, người thầy này dạy như thế này đấy, mình tự khó rồi tự động mình buông xuôi tất cả, hay là mình lại có một cái ý nghĩ chống bán gì đó, thì đó là điều bất lợi cho mình. Trong Phật giáo chúng ta đó thì mọi việc đều là sự tự lực cánh sinh, tức là mình phải tự nỗ lực. Việc tu tập của mình lại càng thêm nỗ lực hơn nữa, tự lực. Thầy tổ cũng là cái việc, một cái vị mà đã có cái đi trước. Ở đây chúng tôi không nói những cái vị mà có những cái tính khó ở trong một cái bình thường. Hồi xưa mà khi Hòa Thượng Giác Chánh ngài còn đương sinh thời đó, thì ngài cũng có nói cái câu, nói là nước trong quá thì không có cá, là mình không có khó quá thì cũng không được, mà cũng không thể nào mà dễ giải một cách dễ dàng được, mà mình phải có cái gì đó nó có những cái khuôn khổ. Nhưng mà cái khuôn khổ đó phải điều là chúng ta biết rằng nó trong cái điều để cho chúng cái người học Phật, cái người hậu học có thể có được cái sự tiến bộ, có được cái sự tiến bộ trong đời sống. Cho nên mình được nhắc nhở như vậy thì mình cố gắng nhìn lên coi mình làm được chưa, tốt chưa. Dạ, tốt chưa. Và chính cái như vậy, con nghĩ ngay cả khi mà mình còn nhỏ đó, thì mình có nhiều cái điều kiện thuận lợi lắm. Tuổi còn nhỏ thì mình có nhiều điều kiện thuận lợi lắm. Những cái lúc đó mà mình chởn mãn, mình không học, không hành gì đó, thì lớn lên thì mình có vẻ có tổn một chút rồi, có những sự hạn chế nhất định, dù mình cố công, nhưng mà vẫn có những sự hạn chế. Do vậy thì mình đặt cái trường hợp giống như người ta nói rằng khi mà mình đã làm cha làm mẹ rồi đó, thì mình mới có cái tâm cảm để thương cha thương mẹ mình được. Bởi vì cái tâm của mình nghĩ đến những cái người con như thế nào, sự quan tâm của mình, sự mong muốn của mình cho con nó được tốt đẹp như thế nào, thì cái điều mà cha mẹ mong muốn mình như thế đó. Cho nên ở đây con nghĩ rằng trong Phật pháp á, thì cần phải có cái sự nỗ lực hơn nhiều. Mình bởi vì học đạo hành đạo đó thì nó đi ngược lại những cái phương hướng của đời, mà cái phương hướng của pháp bất thiện á, thì nó luôn luôn trì trệ và luôn luôn dẫn đến cái đời sống tối đỏ. Mà mình học đạo là để đi ngược lại, tức là mình phải hành trì làm sao để vươn lên, vượt ra khỏi cái sự
trì trệ đó. Thì do vậy là mình phải có một cái sự suy nghĩ hết sức là đặt mình vào trong một cái tâm lý của một cái người thầy. Thì khi mà mình nghĩ rằng mình cố gắng để làm cái phận sự của mình, ở đây không phải là cái sự miễn cưỡng, không phải là sự miễn cưỡng, mà đó là cái sự lợi lạc cho chính mình, lợi lạc cho chính mình. Rồi về sau này đó, thì mình mới càng thấm thía hơn những gì mà người thầy đã nhắc nhở mình. Rồi là có khi mình cũng không hiểu hết được, nhưng mà mình phải lấy cái chuẩn mực, lấy cái chuẩn mực điều gì nó đúng, nhiều điều gì nó sai, trong khi cái lý tưởng, cái mục đích của mình đặt ra để mà mình hướng đến đó, mà mình bị trì trệ thì thầy tổ nhắc nhở. Cho nên là mình phải nghĩ đến những cái điều gì nó đúng thì mình nên cố gắng để mình làm theo, học theo, sửa đổi cho nó tốt. Còn trong khi mà mình ngỗ nghịch, mình chống bán, hay là mình có một cái suy nghĩ lệch lạc gì đó thì nó rất là nguy hiểm. Tuy là những vị thầy đó, có những vị thầy thì cái tính rất là khó theo một cái bản năng tự nhiên, nhưng mà rồi đó thì mình phải nghĩ rằng cái điều đó là cái môi trường để giúp cho mình có được tiến bộ, chứ mình đừng có nghĩ là cái sự chống trái hay là cái sự đối khó hay là cái này cái kia, thì đó là cái điều bất lợi cho mình. Theo con nghĩ là như vậy. Và những cái gì mà thầy tổ dạy dỗ nhắc nhở mình cũng muốn cho mình được tốt, mà mình cần phải suy nghĩ rằng cái điều đó tốt cho mình, cho nên là mình cố gắng để mà mình làm, mình hành trì, mình làm cho nó tốt đẹp hơn thêm, chứ đừng để rồi nó lu mờ đi, hay hoặc đến một lúc nào đó cái tâm của mình nó bị chai lì đó, nó không còn có một cái sự phát triển nữa, thì cái đó là cái sự tổn hại cho mình thôi. Thì riêng bản thân con nghĩ rằng ở trong đời sống Phật pháp thì cũng phải cần có một cái sự nỗ lực rất là nhiều, và mình phải nghĩ rằng, xác định rằng mình cố gắng để hành trì thì nó sẽ được cái sự lợi lạc rất là nhiều. Con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Con kính tỉnh Hòa Thượng trở lại. Nam Mô Bức Thái Dương. Sa thú, kính trừng từ tòa Pháp Tân với câu thảo luận vừa rồi. Thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được tiếp theo lời của Hòa Thượng Tư Sư và tòa Pháp Tân. Chúng tôi muốn nói đến một cái hình ảnh về tỳ khưu Kukalika. Sanh ra thời Đức Phật còn đại thế, được xuất gia, được gặp Đức Phật và được gặp nhiều vị thiên thủ thiên văn nữa, nhưng mà lại không có tinh tiến ở trên đường tu tập, mà lại tạo cái ác nghiệp, ác quả. Thật sự đó là một đời sống rất là bất hạnh, bất hạnh lắm. Và nếu chúng ta suy nghiệm về điểm này đó, thì chúng ta mới thấy một điều rằng trong cuộc sống tu học đó, chúng ta càng khiêm tốn, càng biết lắng nghe, càng bớt đi cái sự cố chấp bản thân đó, thì chúng ta sẽ được một cái lợi lạc lớn, là mình tránh được những trường hợp như vậy. Có rất nhiều người mà chúng tôi gặp đó, sống của họ bị bất hạnh bởi vì đơn giản cái tính tình cố chấp vào cái tôi, cái ta, cố chấp vào cái phiền não của chính mình, rốt cuộc thì không được gì hết, và không được gì hết, chỉ là phiền não thôi. Mà mình sinh ra đời như vậy mình khổ quá, mình sinh ra đời như vậy mình bất hạnh quá. Có những người chỉ gặp Đức Phật một lần thôi mà có thể sanh về cảnh giới an lạc, có những người nghe lời, có những người chỉ nghe Đức Phật nói một lời thôi, hay thậm chí là chỉ nhìn thấy hình ảnh Đức Phật từ xa thôi là tâm tư có thể chuyển hóa rồi. Nhưng mà có những người ở gần Đức Phật rất lâu, mà thậm chí là ở gần nhị vị thượng thủ thanh văn nữa. Chúng ta mà đọc lại kỹ về cuộc đời của tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên, thì chúng ta thấy rằng hai vị là đức độ khôn cùng, đức độ thần thông đủ thứ,
Nhưng mà cũng có những người, thưa quý vị, ở gần các ngài mà lại không có cảm nhận, không có được hưởng, được hưởng cái ân đức của các ngài. Ngay cả chúng ta sống ngày hôm nay sau các ngài 25 thế kỷ rồi, vậy mà đọc lại những trang sử xưa, hình ảnh của Tôn giả Xá Lợi Phất, chúng ta còn cảm nhận được rất là nhiều, rất nhiều những cái lời hay ý đẹp mà ngài để lại qua kinh điển. Nhưng mà có những người như thì cô Kalika không có cảm nhận được. Khi mà chúng ta đọc vào cái bài kinh ở cuối phẩm này, phẩm phạm thiên này, thì thứ gì cũng trở lại với câu chuyện thì theo cô Kalika, lúc đó chúng ta sẽ nghe nhiều hơn. Do vậy trong cuộc đời này đó, mình sống là sống với cung kính khiêm tốn. Thường ý kiến các vị sa môn, đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Đó là cái đặc điểm của người tu học. Con người sống mà không biết cung kính các bậc siêu trưởng, các bậc thầy tổ, các bậc cao đức. Chúng tôi gặp có những người mà các vị chỉ mất ngân ngang thôi. Và nếu quý vị hỏi chúng tôi một điều là cái gì là cái đặc trưng tiêu biểu của chư tăng Phật giáo Nam Tông, thì chúng tôi phải nói một điều rằng cái đặc trưng của một vị tăng sĩ Phật giáo Nam Tông đúng nghĩa đó là không có ngổ ngáo mà biết khiêm tốn. Chúng tôi về các quốc gia Phật giáo á, một cái vị tu sĩ đó gặp nhau biết đảnh lễ các vị lớn, biết khiêm cung, khi nào người ta mời nói thì mình nói, mình không có ngổ ngáo. Tại vì điều đó được nhắc nhở ở trong kinh điển rất là nhiều. Và chúng tôi cũng tâm sự với chư tăng là nếu mà mình đi xuất gia bên Phật giáo Nam Tông mà tính tình của mình cao ngạo đó, thì mình hỏng mất cái văn hóa đó, nó không cho phép mình như vậy. Vì vậy chúng ta về các quốc gia Phật giáo, người ta không nghĩ cái sự cung kính đó là một cái sự bắt buộc, là một sự khó chịu, mà họ xem cái sự cung kính đó là một cái gì rất là đẹp của cuộc sống. Biết khiêm nhường, mình tu mà mình tự thị quá, mình tu mà mình đề cao cái ngã mình quá, tôi là thế này, tôi là thế kia, thì thật sự nó cũng hỏng. Nó cũng hỏng là tại vì sao vậy? Tại vì thành thật mà nói đó, là nếu mình hiểu Phật Pháp rồi, thì cái chuyện mà vỗ ngược sinh lên đó, đúng là nó không có nghĩa gì hết. Nó không có nghĩa gì trong cuộc đời này. Nó chỉ đề cao cái ta cho to lớn rồi làm gì, rồi nó mình thấy nó không được gì hết. Tại đây nhớ những điều này mà chúng ta thường làm như trong kinh Mangalasutta, biết cung kính khiêm nhường, thường ý kiến sa môn, đúng thời nghe chánh pháp là cái điềm lành tối thượng. Điều đó rất là lợi lạc. Chúng tôi thấy có những vị đi vào chùa tu mà không phải là cả năm mà có thể gần như cả đời ít khi lui tới để học đạo với ai lắm. Mà chúng thấy những vị đó chúng tôi rất là sợ là tại vì ít nhất là khi mình lui tới tham vấn để học thêm với vị này vị kia đó, thì mình cũng cho thấy rằng mình biết là cái sở học mình giới hạn, biết cái chuyện tu tập mình có giới hạn. Ngay cả một vị họ không giỏi pháp học nhưng mà họ có đức độ, mình đến đảnh lễ, mình đến mình học cái hạnh đức của các vị đó nó cũng lợi lạc. Nhưng mà khi không học được là chiều, là không có tiến trong sự tu tập được. Và mình rất dễ rơi vào những cái trường hợp là mình tạo ác nghiệp. Chúng ta nhìn lại hình ảnh của vị Thư Cô Ca Lý Cá, mặc dù bài kinh này chỉ là một cái lời của vị Phạm Thiên trình với Đức Phật, nhưng mà chúng ta đi vào bài kinh số 10 sẽ thấy rằng vị này lấy cái tâm hẹp hòi của mình để mà phán xét gì vị thượng thủ. Chúng ta không có cái lý do gì để mà nói chuyện đúng sai phải quấy tại đây để làm gì. Mà chúng ta thấy vị đó rất vô phước, rất bạc phước, rất là bất hạnh, rất là bất hạnh. Sống gần những cái vị, chúng ta khoan nói đến Đức Phật, nói đến gì vị thượng thủ là những cái bậc mà nghĩa là mình quỳ lại xuống, mình đảnh lễ cung kính
cả đời mình cũng không có thể nào mình nói. Còn vị này đến là chỉ trích, nói xấu ngài Xá Lợi Phất, xấu ngài Mục Kiền Liên. Và Đức Phật ngài khuyên cũng được. Nên chúng ta nguyện làm sao mình sống ở trong đời này đó là ít nhất là mình biết nghiêng mình trước lẽ phải, về việc đảnh lễ các bậc cao đức, mình sống có khiêm tốn, bớt đi cái tôi, và xin cho chúng ta mở lòng ra để học hỏi chánh pháp, hơn là sống cái cuộc đời cứ khư khư ôm lấy cả chấp của mình. Thưa vị, đó là vài lời chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị tiếp theo những câu thảo luận của chư tôn đức. Ngày mai này thì thưa quý vị, chúng ta sẽ có lớp xin lỗi quý vị nhé. Chúng tôi làm việc ở đây thì nói trước chúng tôi không có nhớ chương trình là giờ Pali Phạm Quốc. Đó luôn. Chúng tôi không nhớ là ngày mai này chúng tôi giảng theo và thượng tọa siêu giảng. Ngày mai và thượng tọa siêu giảng thì quý vị lớp Pali Pháp Quốc. Quý vị cho chúng tôi một vài tuần để tôi quen cái này với được. Và chúng tất cả quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng đông đông thành kính đảnh lễ tri ân ngài Hòa thượng Giác Đẳng đã từ bi biên soạn cũng như đúc kết bài học ngày hôm nay để chúng con nghe hiểu và có thể hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, con kính tri ân sư và đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Sa thú lành thai. Con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng đông đùm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những dấu nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân kỷ, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Con thành kính đảnh lễ tri ân với ngài Như Pháp, kính cảm ơn đạo tràng đã cho Như Pháp biết được tín hiệu. Thank you.
Yeah.